Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we'll start real soon. Chào tất cả quý anh chị khách hàng, chào mừng mọi người đã đến với vlog nói về xe Stargazer, một trong những mẫu xe đa dụng 7 chỗ của Hyundai vừa được tập đoàn Hyundai thành công ra mắt tại thị trường Việt Nam chúng ta. Đây là một trong những mẫu xe hứa hẹn là sẽ thay đổi về doanh số trong phân khúc đa dụng MPV. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh chị chi tiết về mẫu xe này. Đầu tiên thì em sẽ đi một vòng cho anh chị mình xem qua mẫu xe này cũng như là báo giá cho anh chị về những phiên bản của xe. Thì trước mặt anh chị đây là Stargazer phiên bản cao cấp. Xe này thì tại thị trường Việt Nam chúng ta sẽ có 4 phiên bản, bao gồm có phiên bản tiêu chuẩn với giá tiền là 575 triệu, phiên bản đặc biệt chúng ta sẽ có giá tiền là 625 triệu và phiên bản cao cấp chúng ta sẽ có giá tiền là 675 triệu. Và ngoài ra với phiên bản cao cấp thì chúng ta sẽ có thêm một phiên bản nữa là phiên bản cao cấp 6 ghế. Thì với phiên bản cao cấp 6 ghế thì chúng ta sẽ có giá tiền là 685 triệu. Thì đó là về giá bán của xe. Về mẫu xe này, về thiết kế bên ngoài thì có thể là đây là một trong những mẫu xe mà được gọi là khá là lạ mắt đối với khách hàng khi mà thấy mẫu xe này di chuyển trên đường. Lạ mắt về từ cái phong cách thiết kế cũng như là lạ mắt về những cái trang bị thiết kế phần đầu xe này. Thì bây giờ em sẽ đi một vòng cho anh chị mình cùng xem qua nha. Đây là phần đuôi của xe ha anh chị ha. Mình cùng xem qua một vòng đi rồi trước khi mà em đi giới thiệu chi tiết với anh chị. Tất nhiên đây là video giới thiệu chi tiết thì em sẽ cố gắng để mà giới thiệu chi tiết nhất cho anh chị. Về chiều dài tổng thể của mẫu xe này thì có thể nói là chưa được rộng nhất trong phân khúc. Tuy nhiên về cái độ rộng của khoang nội thất này thì được gọi là ngon nhất phân khúc này. Tại vì phần đầu của Stargazer thì nó hơi ngắn, cho nên là nó sẽ tối ưu không gian về phần nội thất. Và chiều dài cơ sở của xe này thì được gọi là rộng nhất phân khúc này. Chiều dài cơ sở lên đến là 2780mm, được gọi là rộng nhất phân khúc này so với một số đối thủ. Đầu tiên thì ở đây anh chị thấy là thiết kế của xe thì lạ là ở chỗ thiết kế của xe thì nó sẽ thiên về khí động học hơn ha, giúp cho mẫu xe này có hệ số cản gió được gọi là tốt nhất phân khúc này hiện tại. Rồi bây giờ sẽ cùng anh chị mình đi chi tiết từ phần đầu xe nha. Đây trước mặt anh chị là phiên bản cao cấp của xe. Thì với phiên bản cao cấp thì với phiên bản này thì chúng ta sẽ được trang bị là đèn pha LED. Còn với một số phiên bản như là tiêu chuẩn và đặc biệt thì chúng ta sẽ được trang bị là đèn halogen. Thì đây là LED. LED này thì mình sẽ thuộc dạng là LED chói phản xạ ha. Đây là cụm đèn của xe phía trước nè. Đèn xi nhan chúng ta sẽ nằm phía trên. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có đèn sương mù, hay mình gọi là đèn cản đó anh chị. Còn đây là đèn cả hai đèn chiếu xa và chiếu gần của xe. Đó. Về thiết kế phần đầu xe thì được bo tròn chứ không có góc cạnh như những mẫu xe trước đây như là Rheta hay là Tucson hay là Santa Fe hay là i10 Accent thì chúng ta thấy rất là góc cạnh. Còn đối với mẫu xe này thì mềm mại hơn. Và những chi tiết ở trên cái phần đầu xe cũng như vậy. Cụ thể là ở đây mình sẽ thấy cái phần mặt ga lăng được thiết kế cũng sẽ bo tròn theo cái phần cản xe. Và ở phần mặt ga lăng của xe thì mình được trang bị là phần nhựa đen bóng. Phía dưới này thì mình sẽ có phần lưới cản là nhựa đen mờ. Ngoài ra ở trên phần đầu xe thì mình còn có những chi tiết điểm nhấn rất là đẹp. Đó chính là những chi tiết màu bạc đi kèm vô trong cái viền của phần đèn của xe. Đó. Phía dưới này thì mình còn có một cái phần ốp được sơn màu xám và được thiết kế cũng rất là đẹp. Và mọi chi tiết cũng được bo tròn để hợp với lại cái phần đầu xe này. Và đặc biệt ở trên Stargazer thì chúng ta còn được trang bị đèn daylight. Ở đây thì mình sẽ có một cái dãy đèn LED chạy ngang từ cái phần vè bên này qua tới cái vè bên kia. Một cái đường cong uốn theo cái phần nắp capo của xe. Bình thường thì khi mà anh chị mình nổ máy, mình chuẩn bị chạy, mình hạ phanh tay thì cái phần đèn chỗ vị trí này nó sẽ sáng từ đoạn này trở qua. Còn khi mà mình đặt bật Demi, hiện tại thì em đang bật ở chế độ Demi là chế độ theo á, thì nó sẽ sáng hết luôn ở nguyên cái dãy ở phần đầu này. Cả phía sau cũng như vậy. Sẵn thì mình đứng bên phần ngoài của xe thì có một option mà em muốn chia sẻ với anh chị, đó chính là về chức năng đề nổ từ xa của xe. Thì trên Stargazer thì chúng ta sẽ được trang bị là đề nổ từ xa. Và với phiên bản cao cấp này thì tất nhiên là không thể thiếu tính năng này rồi. Để mà khởi động thì anh chị mình có thể bấm hai lần khóa và bấm nút horn. Cũng như trên tất cả các dòng xe Hyundai khác đang được phân phối trên thị trường Việt Nam thì mình đều được trang bị đề nổ từ xa có cách hoạt động kiểu như vậy. Và nếu như mà anh chị mình không thích đi nữa thì mình chỉ cần bấm nút horn trên chìa khóa thì mình có thể tắt cái động cơ này. Về vấn đề này em thấy đây là một cái tiện ích rất là cần khi mà anh chị mình đi gia đình hay là anh chị mình chạy dịch vụ thì em nghĩ là chức năng này cũng rất là cần thiết để anh chị mình có thể bật điều hòa lên để cho khi mà mình bước lên xe mình đi thì điều hòa đã hoạt động sẵn rồi. Cũng là một cái rất là hay, mình đỡ phải mất công để mà bước lên trên xe để mà nổ máy. Và ngoài ra thì trên Stargazer hiện tại phiên bản cao cấp này thì chúng ta còn có thêm là cảnh báo điểm mù.
anh chị mình có thể thấy rõ. Khi mà anh chị mình on khóa thì mình sẽ thấy rõ hơn, cảnh báo điểm hù này nó sẽ có một cái phần chớp màu đỏ. Và khi mình chạy ngoài đường thì khi mà anh chị xi nhan, nếu mà có xe đi bên hông xe anh chị thì nó sẽ báo cho anh chị biết để mà anh chị lưu ý. Và với xe này thì mình có thêm gói an toàn Hyundai Smart Sense, thì một xíu nữa thì đi chi tiết tới đâu thì em sẽ giới thiệu với anh chị tới đó sẽ dễ hơn. Rồi còn về kích thước ở bên hông xe thì em đi qua đây cho nó dễ nhìn xíu ha. Bên kia thì hơi không gian nó hơi nhỏ. Thì như lúc nãy em có nói với anh chị á, thì xe này chúng ta sẽ có chiều dài cơ sở rất là dài, cho nên khoang không gian nội thất bên trong rất là rộng. Và chiều dài tổng thể của xe này thì nó sẽ là 4,460. Còn về chiều rộng thì là 1780mm. Chiều rộng đó là chiều ngang của xe, thì có thể nói là rộng nhất phân khúc này, cũng như là chiều dài cơ sở rồi. Đứng từ góc này anh chị cùng mình có thể thấy được là với thiết kế này thì phải nói là rất khí động học của xe. Với mẫu xe này thì chúng ta có rất là nhiều chi tiết khí động học, từ phần đèn trước, từ phần ngay chỗ vị trí gương chiếu hậu và cả phần đèn sau, đều rất là khí động học để làm cho con xe này có hệ số cản gió rất là thấp, để thiên về tiết kiệm nhiên liệu. Còn ở phần thân xe này thì phần mâm của xe ha, thì trên tất cả các phiên bản thì chúng ta đều được trang bị là mâm R16. Tuy nhiên với tạo hình từ phiên bản đặc biệt trở lên thì chúng ta sẽ có tạo hình như thế này. Phải nói là rất là lạ mắt và rất là đặc biệt luôn. Phần ngoài thì chúng ta sẽ được phay xước, còn bên trong thì chúng ta sẽ được sơn màu xám. Từ phiên bản đặc biệt trở lên sẽ là như vậy nha. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì anh chị sẽ có một cái thiết kế khác. Và kích thước thì vẫn là 16 như thế này. Đây, chi tiết khí động học anh chị mình có thể thấy được là từ cái phần thiết kế ở phần đầu xe, phần đèn xe cho vị trí này, và những cái đường gân ở trên cái phần cua về. Rồi ở đây thì mình sẽ lên cái phần gương chiếu hậu của xe, những cái góc như thế này. Rồi ở đây nữa, để đẩy gió ra bên ngoài, lướt gió ở phía trên. Rồi những đường gân ở trên cái phần thân xe này. Và phần thân xe này thì em thấy nó khá là dày nha. Về trải nghiệm thực tế thì em, cá nhân em thì cũng đã có trải nghiệm rồi, và thấy cái độ cách âm của xe này phải nói là rất là tốt, giống như là Rheta. Tuy nhiên để mà cảm nhận thực tế hơn thì anh chị mình vui lòng ghé đại lý để mà lái thử, để cảm nhận thì nó sẽ chi tiết hơn. Và ở phần sau là đèn của xe này. Thì ở phần đèn của xe thì mình sẽ có những cái góc vuốt như thế này, để giúp cho khi mà xe di chuyển thì cái lực hút gió từ cái phần đuôi phía sau sẽ là ít nhất. Đó. Nãy giờ em bật đèn hơi lâu cho nên là xe đã tắt chìa khóa rồi. Bây giờ em sẽ on khóa lên. Xe này em thấy rất là hay là khi mà mình on khóa lâu á thì nó sẽ tự động ốp cho mình. Đó. Thì em sẽ mở lại. Phần nội thất rất là đẹp nha anh chị. Hàng xíu sẽ mời anh chị mình vô trong phần nội thất để mà xem. Đây thì em vừa mở đèn lên lại. Thì xe này rất nổi bật vào buổi tối khi anh chị chạy. Ở đây thì mình sẽ có một cái cụm đèn chữ H. Ở phần phía sau cốp thì mình sẽ có một cái dải đèn LED ở từ vị trí này. Còn phía sau đây thì mình sẽ có một cái kiểu thiết kế này để tạo nên hình chữ H phía sau. Còn về thiết kế đèn thì rất là khí động học. Phía sau thì mình sẽ có chữ Stargazer ở đây, được lắp trên cái nền nhựa màu đen bóng, làm nổi bật cái phần chữ Stargazer này. Ở phía dưới phần cản thì chúng ta sẽ có ba cảm biến để hỗ trợ lùi, cùng màu với lại cái màu của cản ha. Đây, ở giữa và bên kia thì cho phần giữa và hai phần góc hai bên. Phía dưới này thì chúng ta sẽ có một cái phản quang, bên kia cũng vậy, hai góc thì chúng ta sẽ có hai cái phản quang. Phần ốp cản thiết kế theo em thấy là rất là đẹp ha. Phần đuôi xe thì mình nhìn nó thấy nó thiên về cái độ rộng rãi hơn, cho nên là cái phần kính phía sau chúng ta sẽ nằm hơi sâu hướng một xíu. Và cái phần cốp này thì anh chị mình có thể thấy, nhìn từ phía sau anh chị mình có thể thấy là rất là rộng. Phía trên thì vẫn đảm bảo đèn phanh trên cao và anten vây cá. Với thiết kế khí động học như thế này rồi thì không thể nào thiếu anten vây cá được. Đây là cái góc nhìn từ phía sau tới để anh chị mình có thể nhìn rõ hơn về dáng xe. Do là em quay vào buổi tối cho nên là cũng hơi khó nhìn. Còn ban ngày thì bận quá anh chị ơi. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì với mẫu xe này nếu mà chúng ta đi đường trường thì sẽ là 5,38 lít. Cứ cho là 5 lít rưỡi đi ha. Còn đi trong đô thị sẽ là khoảng 7,8 lít. 7,8 lít cho một mẫu xe 7 chỗ đa dụng như thế này thì cũng được gọi là tiết kiệm rồi đó anh chị. Đi kèm với cái xe mình cách âm tốt nữa thì hầu như với cái thông số mà nhiên liệu như thế này thì em thấy nó cũng không phải là quá nhiều. Sẵn đứng từ phía sau thì em sẽ giới thiệu với anh chị về độ rộng của cái khoang nội thất cũng như là phần cốp phía sau ha. Từ phần phía sau thì em thấy một chi tiết mà làm cho cái phần đuôi này cũng rất là nổi bật, ngoài cái cụm đèn LED này, đó chính là cái chi tiết nhựa phần đen bóng dưới này. Thiết kế đèn bóng nhưng mình có những cái tạo hình phải nói là nhìn rất là hay mắt. Đó. Rồi bây giờ sẽ mở cốp lên cho anh chị mình xem nha. Phía sau thì chúng ta sẽ có là camera lùi zin theo xe. Phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ không có trang bị này. Từ phiên bản đặc biệt trở lên thì anh chị sẽ có cam lùi.
Ở đây thì mình sẽ có một cái nút để mở cốp lên, thì tất cả phiên bản đều là như nhau. Đó, mình có nút bằng điện, mình dỡ lên. Phiên bản này thì chúng ta chưa được trang bị cấp điện mà vẫn là tiker truyền thống. Tuy nhiên cái độ mở cốp khá là cao. Tại vì đây là một trong những mẫu xe đa dụng, anh chị mình có thể đi gia đình, có thể kinh doanh hay là đi dã ngoại du lịch gì đó. Thì cái phần cốp ở đây thì thiên về mở rộng hơn một xíu. Rất là rộng nha anh chị. Đây là phần khoảng trống phía sau, khi mà hàng ghế thứ ba này ngã hết lưng ghế rồi thì chúng ta sẽ còn độ rộng khoảng đâu đó khoảng gần hai gang tay, cũng được gọi là tương đối, chứ nếu mà rộng quá thì cũng không phải là rộng quá. Đó, anh chị mình đứng từ phía sau thì có thể nhìn ra phía trước để mà xem độ rộng. Có thể nói sáng nay thì em đã trải nghiệm thực tế sản phẩm này rồi, thì cái độ rộng của hàng ghế thứ hai và thứ ba được gọi là rộng nhất phân khúc này. Cam kết với anh chị, khi mà anh chị ngồi lên anh chị sẽ cảm nhận thực tế hơn. Rồi, bây giờ sẽ cùng mời anh chị mình đi ra khoang nội thất của xe nha. Ở đây thì về chi tiết tay nắm cửa thì như lúc nãy quay xa ra thì cái độ chói của đèn cũng như là màu sơn của xe nên là rất là khó nhìn. Sẵn đi lại gần thì em quay cho anh chị xem, thì cả bốn cửa chúng ta đều được trang bị tay nắm cửa được mạ chrome như thế này ha, và có keyless entry là cái phần nút bấm trên này. Để xem sẽ mở ra. Đây là phần nội thất của xe. Nếu mà tính từ phần tắp bi cửa thì em thấy cũng rất là hài lòng bởi những cái kiểu thiết kế này. Tại vì ở trên phần tắp bi cửa này thì với mẫu xe đa dụng thì cũng rất là được chăm chút. Với những cái đường gân ở trên cái phần tay nắm cửa cũng như là ở chỗ này thì chúng ta sẽ được trang bị là phần da ha. Cầm nó mềm tay cũng như là khi mình lái xe mình để lên đây thì nó cũng mềm tay dễ chịu cho mình. Ở đây thì là phiên bản cao cấp cho nên chúng ta sẽ thấy một cái thương hiệu Bose, thương hiệu âm thanh của xe. Thì với Stargazer phiên bản cao cấp này thì chúng ta sẽ được trang bị là 8 loa Bose. Còn về những trang bị ở trên cái phần điều khiển trung tâm của xe thì cũng được gọi là cơ bản, bao gồm điều chỉnh kính cửa, gập gương. Gương chúng ta sẽ được điều chỉnh chỉnh điện và có gập điện nha. Anh chị mình có thể bấm nút này để mà gập gương vào. Rồi mình sẽ có khóa kính phía sau. Trước khi mà đi vào trong khoang không gian nội thất của xe thì cùng mời anh chị mình xem qua cái màu nội thất ha. Thì màu nội thất sẽ là màu đen. Trên tất cả các phiên bản, từ phiên bản đặc biệt trở lên thì chúng ta sẽ được trang bị là ghế da. Và phiên bản này là phiên bản 675 triệu thì chúng ta được trang bị ghế da như thế này. Ghế vẫn là ghế cơ nha anh chị. Nhưng mà mình sẽ có chức năng là điều chỉnh độ cao thấp của cái phần ghế này. Nhưng mà ghế vẫn là ghế cơ. Rồi, bây giờ sẽ ngồi trong khoang lái nha. Hiện tại thì em đang ngồi và em điều chỉnh cái khoảng để chân ga, chân thắng của em thì nó đã phù hợp rồi. Em on khóa lên, nổ máy lên một xíu. Rồi, ở đây thì đây là cái kiểu vô lăng. Đầu tiên là khi mà anh chị ngồi ở đây thì anh chị sẽ thấy được cái vô lăng ha. Vô lăng của xe thì với những dòng xe hiện tại của Hyundai, chúng ta sẽ có kiểu vô lăng như thế này. Từ xe Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai Elantra và bây giờ là Stargazer thì chúng ta vẫn có kiểu thiết kế vô lăng như thế này. Rất là đẹp nha. Thì hầu như là khách hàng đều hài lòng với kiểu thiết kế vô lăng này. Cầm vừa tay và kiểu thiết kế vô lăng rất là đẹp, rất là dễ chịu. Anh chị mình có thể cầm như thế này, cũng có thể lòn tay lên hay cầm như thế này đều được. Với phiên bản cao cấp hiện tại thì chúng ta sẽ được trang bị vô lăng hầu như là full cái chức năng ở trên cái phím vô lăng này. Bên này thì là cơ bản rồi, điều khiển rảnh tay, điều khiển âm lượng, chuyển bài, nghe gọi điện thoại. Bên này thì xe phiên bản cao cấp này thì chúng ta được trang bị những cái được gọi là cao cấp nhất rồi. Ở đây thì mình sẽ có chức năng là Rui và Lim. Ở đây thì Lim, anh chị mình có thể thấy là khi mình nhấn giữ thì mình sẽ có Lim giới hạn tốc độ cho anh chị. Rồi còn không sử dụng thì mình có thể bấm nút này để mình tắt. Rồi xe này anh chị mình thấy là nó có giữ làn. Xe này phiên bản cao cấp, mặc dù có giá tiền là 675 triệu, tuy nhiên xe này mình vẫn được trang bị gói an toàn Hyundai Smart Sense của Hyundai, bao gồm chức năng giữ làn, phòng tránh va chạm phía trước nè, va chạm phía sau, va chạm điểm mù. Thì đây là một trong những chức năng mà mình có trong gói an toàn Hyundai Smart Sense, là tính năng giữ làn của xe. Thì về thực tế chi tiết thì anh chị mình lái thử để cảm nhận chức năng giữ làn này sẽ cụ thể hơn, sẽ rõ hơn. Đó là về phần vô lăng của xe. Xe này thì mình sẽ được trang bị là đèn pha tự động. Ở đây anh chị mình có thể thấy là nó có chữ auto, nghĩa là xe này mình được trang bị là đèn pha tự động. Tiếp theo sẽ là về đồng hồ tắp lô của xe. Thì ở đây anh chị mình có thể thấy được là thiết kế đồng hồ tắp lô rất là đẹp nha. Và xe này thì mình sẽ có 4 chế độ lái, nó sẽ chuyển màu theo. Ở đây thì mình sẽ có một nút để mà điều chỉnh Bright Mode. Thì khi mà anh chị chuyển thì nó sẽ chuyển màu theo cho anh chị ha. 4 chế độ lái bao gồm Eco, Normal, Sport và chế độ Smart. Rồi xe chúng ta sẽ có đèn viền nội thất.
Tuy nhiên hơi tiếc một xíu là ở đây thì mình chỉ được có cái màu xanh như thế này thôi, mình không có điều chỉnh được màu khác. Tuy nhiên về cái đèn màu nội thất như thế này thì chúng ta có thể tùy chỉnh được độ đậm nhạt sáng tối của đèn để phù hợp với ánh mắt trong quá trình sử dụng, mình không đổi màu được. Phía dưới này thì mình sẽ có một cái hộc cũng khá là sâu, một cái ngăn ở đây thì một cái bậc ha, gọi một cái bậc thì đúng hơn, khá là sâu để mình có thể để đồ lên trên này trong quá trình sử dụng xe. Rồi ở đây thì một cái hết sức đặc biệt đó chính là xe này thì chúng ta sẽ được trang bị màn hình giải trí là 10.25 inch. Ở đây cái màn hình giải trí này có thể nói là đẹp và xịn hơn so với những mẫu xe hiện tại đang được phân phối tại thị trường Việt Nam. Tại vì đây là một trong những mẫu xe vừa được ra mắt cho nên là những trang bị được gọi là nó tối tân hơn. Ở đây mình sẽ được trang bị là màn hình giải trí thế này và đặc biệt là có chức năng Apple CarPlay và Android Auto loại không dây. Nếu như trước kia thì anh chị muốn kết nối Apple CarPlay thì mình phải cắm dây, còn bây giờ thì loại này là sẽ loại không dây luôn, rất là tiện cho anh chị ha. Còn về chức năng thì hầu như là nó rất giống với những cái dòng xe trước đây. Ở đây thì mình vẫn có navigation dẫn đường của Hyundai. Màn hình này thì rất là nhạy nha anh chị. Vẫn có navigation dẫn đường đặc trưng của dòng xe Hyundai là mình đều có cái này, dẫn đường cho anh chị và có cảnh báo tốc độ. Phía dưới này là cửa gió của xe. Thì thiết kế vị trí này cũng rất là dễ dàng để mà làm mát, cũng như là kiểu thiết kế này thì đơn giản nhưng mà em thấy cũng rất là đẹp. Đây. Ở đây thì mình sẽ có một cái phần nhựa màu hơi giả kim loại, nhìn rất là sáng ha. Tổng thể từ bên này qua bên này. Ở đây thì mình sẽ có một cái ngăn để đồ nhỏ, cũng nhỏ thôi, không quá là sâu. Phía dưới này thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống điều hòa tự động. Từ phiên bản cao cấp thì mới có trang bị này, còn phiên bản đặc biệt thì chúng ta vẫn là điều hòa chỉnh cơ. Thì với phiên bản cao cấp này đang có giá tiền là 675 triệu thì chúng ta sẽ được trang bị điều hòa tự động. Bên này thì mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ, còn bên này sẽ điều chỉnh tốc độ gió của xe. Còn những trang bị khác như là điều chỉnh sấy kính trước, sấy kính sau thì là cơ bản rồi. Hầu như là điều hòa tự động thì mình có chữ auto để tiện ích trong quá trình sử dụng, cũng như là nó sẽ sang hơn, đẹp hơn và mắc tiền hơn, điều hòa chỉnh cơ. Rồi phía dưới này thì chúng ta có thể thấy được là một cái biểu tượng sạc không dây. Thì với Stargazer thì chúng ta sẽ được trang bị sạc không dây ngay chỗ vị trí này. Và anh chị mình có thể thấy được là ở đây mình sẽ có những cái lỗ ha. Em không có moi cái này lên được, cũng hơi cứng. Phía dưới này mình sẽ có một cái bộ làm mát. Nếu như trước kia anh chị mình sử dụng sạc không dây thì mình sợ điện thoại mình bị nóng, thì giờ đây với Stargazer thì anh chị mình sẽ có sạc không dây và có làm mát để điện thoại chúng ta sạc nhanh hơn và không bị nóng, cũng rất là tiện ích cho anh chị. Rồi tiếp đến là vị trí cần số. Thì vị trí cần số này rất là quen thuộc rồi. Với anh chị nào mình đã tìm hiểu qua dòng xe Hyundai thì mình đã có biết về trang bị này rồi. Với những dòng xe như là Elantra, Creta hay là Tucson thì mình đều được trang bị chung kiểu cần số như thế này. Cầm rất là vừa tay cũng như là rất là thẩm mỹ nha. Xe này thì chúng ta sẽ được trang bị hộp số IVT với 8 cấp số ảo. Và ở đây thì mình có chế độ chuyển qua Sport. Đây, anh chị mình có thể chuyển qua nếu như mình thích. Còn bình thường thì anh chị mình chạy D thôi. Ở đây thì mình có một cái hộc để đồ và có đèn. Thì với cái hộc để đồ này á, khi mà anh chị để đồ, để chai nước á, thì nó sẽ có ánh đèn phản quang lên. Cũng là một trong những chi tiết làm cho phần nội thất mình nhìn nó sinh động hơn, nhìn nó đẹp hơn. Đó. Trên trần thì mình sẽ được trang bị là trần nỉ với cái màu là màu kem. Rồi bây giờ sẽ cùng anh chị mình ra hàng ghế sau của xe để mình cảm nhận thử hàng ghế sau của xe nha. Thì đây là hàng ghế sau của xe ha anh chị. Rồi để em vào. Bên ngoài đang có khách nên khá là ồn. Rồi ở hàng ghế sau của xe thì nếu mà ngồi từ vị trí này thì em đang điều chỉnh cái ghế này lên cũng khá là sâu anh chị. Anh chị mình có thể điều chỉnh cái ghế này lùi hết cỡ về sau thì nó rộng như thế này. Đó. Tuy nhiên nếu mà đi 7 chỗ thì anh chị phải nhích lên xíu thì nó sẽ ok hơn. Còn với Stargazer thì khi mà anh chị lùi hết hàng ghế thứ hai ra như thế này á, thì ở vị trí thứ ba vẫn còn một độ rộng thoải mái cho người ngồi hàng ghế thứ ba người ta ngồi. Đó, đó là một trong những cái điểm rất là mạnh của Stargazer này. Thì đây khi mà anh chị mình ngồi ở vị trí hàng ghế thứ hai thì mình sẽ có một cái chỗ để tay như thế này, giống như ở trên phần tuppy của tài. Mình sẽ có một cái khe để đồ, cũng như là ở đây mình sẽ có một cái chỗ để mình có thể để chai nước. Đó, ngay chỗ vị trí này. Đó là tiện ích với mẫu xe đa dụng như thế này. Còn phía sau thì mình sẽ có một cái chỗ để điện thoại, để đồ và hai cổng sạc nhanh cho hàng ghế sau này.
để cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai thì có thể sạc trong quá trình sử dụng xe. Rồi, xích qua bên đây một xíu thì mình sẽ có thêm là một cái bàn ăn nho nhỏ ha, lực cũng khá là nặng, và một cái chỗ mình để ly nước ở chỗ vị trí này đó. Đó, mình có thể gặp bàn ăn này lại nếu mình không sử dụng tới. À, chỗ này là bị tì tay sẽ là được bọc da ha, nãy ngồi góc phía trước nên khó là quay chỗ này, bây giờ ra phía sau rồi thì quay cho anh chị mình xem chi tiết hơn. Ở đây là thiết kế tổng thể phía trước của xe nè anh chị, mình có thể xem tổng quan từ phần cửa gió, màn hình, điều hòa, cần số, vô lăng, mình nhìn nó tổng quan hơn. Và ở trên trần phía sau thì anh chị mình sẽ có thêm một cái hệ thống điều hòa của xe. Thì ở đây mình sẽ có thêm một dàn lạnh đó nha anh chị, phía trước mình là một dàn, ở trên này phía sau mình sẽ có một dàn lạnh nữa. Ở đây thì mình sẽ có 4 cửa gió để mà điều chỉnh gió, và mình có thể điều chỉnh tốc độ gió. Ở đây tốc độ gió mình sẽ có 3 nấc để mà điều chỉnh ha, tốc độ. Còn trên này thì mình sẽ có một cái dàn lạnh nè. Rồi, bây giờ sẽ cùng anh chị mình đi ra hàng ghế thứ 3 của xe nha. Bây giờ em sẽ không nên đi lên từ hàng ghế này mà em sẽ đi lên từ hàng ghế bên kia. Tại vì hiện tại hàng ghế này em đã lùi ra hết rồi. Bây giờ em muốn là em lên hàng ghế thứ 3 bằng cái bên kia để mình có thể quay cho anh chị xem về cái này sẽ chi tiết hơn. Cửa đóng nghe tiếng rất là êm nha anh chị. Đây, để mà gặp cái hàng ghế thứ hai này lại thì rất là dễ nha anh chị, mình sẽ có một cái lẫy như thế này. Khi mà gặp lại như thế này thì người ngồi ở hàng ghế thứ ba đi ra rất là dễ, và cả ghế bên kia chúng ta đều có thể gặp như thế này, rất là dễ nha. Đây, rất là rộng để em bước lên ha. Đây, bây giờ em sẽ ngồi hàng ghế thứ ba cho anh chị mình xem nha. Sau khi mà em đã lùi hết cái hàng ghế thứ hai này ra phía sau thì phía trước rất là rộng đó. Mặc dù là có thể điều chỉnh lên một xíu, tuy nhiên em cũng muốn cho anh chị mình xem thử là khi em ngồi như thế này thì đầu gối em vẫn còn chống một khoảng. Đây anh chị mình có thể thấy theo kích thước này đó, một khoảng để chân thì được gọi là ổn ha. Tuy nhiên nếu mà hàng ghế thứ hai này nhích lên xíu thì phải nói là quá ngon. Tuy nhiên hiện tại nếu như mà lùi hết thì em vẫn ngồi và vẫn có thể nhúc nhích và thoải mái được đó. Ở đây thì mình sẽ có một cái hộp để đồ, một cái chỗ để ly, rồi những tiện ích mình có thể máng đồ ở đây nữa. Mặc dù là những tiện ích nho nhỏ, tuy nhiên nó cũng góp phần làm cho quá trình sử dụng mình dễ chịu hơn. Em rất là thích những chi tiết này đó. Còn nếu mà chúng ta nhích này lên xíu thì sẽ rất là ok luôn nha anh chị. Còn về độ ngã lưng của hàng ghế thứ ba thì anh chị mình có thể thấy được là ở đây, cái phần lưng ghế được gọi là ngã tối đa thì vẫn đảm bảo được độ thoải mái trong quá trình mình sử dụng. Cái này thì phải nói là rất là khó để mà quay cho anh chị có thể xem được cái góc ngã khi mà em quay ngay như thế này. Đó, đó là về hàng ghế thứ ba của xe. Rồi tiếp theo một cái nữa là về cái chức năng này em thấy rất là thích. Đó là những cái hàng ghế này gặp lại thì chúng ta sẽ có một cái khoang không gian rất là rộng. Bây giờ em sẽ gặp cái này lại ha, gặp cái hàng ghế thứ hai và thứ ba lại luôn. Đây, bây giờ em sẽ gặp cái này lại. Đây, bây giờ em sẽ gặp hàng ghế này lại ha. Thì thao tác gặp cũng rất là đơn giản thôi. Anh chị mình có thể lấy cái sợi dây này và có thể gặp lại được. Đây, bên này cũng vậy. Đó, thì anh chị mình có thể thấy được là cái góc gặp của hàng ghế này rất là phẳng nha. Hàng ghế thứ hai này cũng như vậy luôn. Đó. Thì với cái góc gập này thì anh chị mình đi dã ngoại thì rất là thoải mái để mà mình có thể đi. Tại vì góc gập của hàng ghế thì phẳng, và phía trên thì mình sẽ có một cái hệ thống điều hòa, vẫn đảm bảo được yếu tố khi đi chơi, đi dã ngoại khi mà anh chị để một cái tấm thảm, tấm nệm lên trên này để mình nằm. Xe này thì mình sẽ được trang bị là 8 lò bâu, cho nên phía sau phần cốp chúng ta sẽ có một lò nữa. Anh chị mình có thể xem độ rộng của xe ha. Rồi, bây giờ sẽ mời anh chị mình ra xem về động cơ của xe. Thì động cơ xe Stargazer này so với một số xe trong phân khúc thì có thể nói là xe này chúng ta đang có công suất mạnh nhất là 115 mã. Đây mình sẽ có một cái lẫy. Cái lẫy của Stargazer nó khác những xe khác là mở rất là nhẹ nha anh chị. Rất nhẹ. Rồi, đây là khoang động cơ của xe để em lắp cái cây này lên. Rồi, khoang động cơ của Stargazer thì không quá bự,
tại vì phần đầu xe được thu gọn lại để mà tối ưu không gian nội thất bên trong. Tuy nhiên về không gian của khoang máy này thì chúng ta vẫn dễ dàng thao tác để cho trong quá trình mà mình bảo dưỡng xe mình làm một cách dễ dàng. Còn về động cơ của xe thì hiện tại xe này chúng ta đang được trang bị động cơ 1.5 Smart Dream với công suất lên đến khoảng 115 mã, thì được gọi là mạnh so với một số xe trong phân khúc này. Đó. Động cơ này thì mình đạt tiêu chuẩn khí thải là Euro 5 nha anh chị. Động cơ này rất giống với động cơ của Hyundai Creta. Ở đây thì mỗi kim phun chúng ta đều được trang bị là, mỗi máy thì chúng ta đều được trang bị là hai kim phun như thế này. Đây, để đạt được tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Còn về những trang bị chi tiết trên này thì bữa sau em sẽ có một video dài để mà quay chi tiết giới thiệu với anh chị về khoang máy của Stargazer này. Thì vừa rồi cũng là những cái chi tiết tổng quan về con xe này mà em muốn gửi đến cho anh chị. Rất là cảm ơn anh chị đã theo dõi video này và hẹn gặp lại anh chị vào những video tiếp theo của em về xe Hyundai Stargazer. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. We'll be right back.